Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay test em Kobe cho quý vị nhà mình xem đây. Con Sola nằm bên kia. Hiện tại thì đây là bay máy thành phố Buôn Thuật của chúng tôi. Quý anh chị, quý bà con, cô bác nhà mình mà đang cần bất cứ một sản phẩm nào thì liên hệ với chúng tôi nhá. Xe ở đây thì từ 03 trên khối 2 rất là nhiều. Nhà mình cứ lên tận nơi nhìn tận mắt sờ tay đi nhá, những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có nhá. Vừa rồi trên mạng rất nhiều anh em bị lừa về cái phần máy xúc á, nhất là trên kênh Facebook. Những cái đối tượng lừa đảo, họ lấy cái hình ảnh video của tất cả các anh em bãi máy chào bán với một cái giá cực kỳ rẻ mạt. Cho nên là bà con nhà mình lưu ý. Vừa rồi chúng tôi cũng xít mất 180 triệu đấy. Thấy con xe đẹp quá mà bán giá quá hợp lý. Định chốt. Nhưng mà gọi Zalo, gọi hình là họ không nghe đâu. Nếu mà có tình trạng như vậy, bà con nhà mình cứ bật Zalo lên gọi hẳn video luôn. Đấy. Mà gọi video bắt đầu gọi lên cái mà nó quay đơ 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 là không ổn rồi. Mà tốt nhất là đừng có ham rẻ. Bà con nhà mình lên đây thử xe thì thoải mái luôn. Bãi này rộng hơn là bãi ở dưới kia của chúng tôi. Bãi này chuyên để xe to nên cần cái mặt bằng nó phải rộng. Quý vị thấy nè. Quá rực rỡ.
Tí nữa chúng tôi sẽ quay trên xem cái sự hoạt động của con Kobe 200-8 này của chúng tôi rồi đúng không? Bây giờ quay chi tiết một chút xíu để cho bà con nhà mình cảm nhận được cái sản phẩm mà chúng tôi đang có ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Ác bạc gầu thì quý vị thấy là khít khít đúng không? Rất khít, khít khìn khít luôn này. Đó. Con này trước thì chúng tôi có cho đi làm bê tông và đào hồ. Bê tông còn tính cần đây. À, rồi đầu tiên thì cho anh em xem khoang máy cái nhỉ, cho nó rực rỡ. Quay toa này quý vị thấy này, khô như gái 70, không ướt áp như gái 18 đâu. Nước sơn thì theo năm tháng và thời gian thì bạc rồi, bạc phách rồi. Vụ quay toa này, máy móc thì sạch sẽ này, còn phân phối này. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo chúng tôi thôi, còn nhắn trên kênh YouTube thì không kịp trả lời, mong đâu đó mọi người hết sức thông cảm. Đó. Tôi quay này thì có thể là chưa rõ lắm, thì quý vị có thể nhắn tin qua Zalo đi, tôi sẽ gửi cụ thể nhất để cho bà con nhà mình xem xét cũng như là tìm hiểu cái sản phẩm này của chúng tôi. Động cơ thì 4 máy, anh em thấy không? Chụp bô các kiểu. Đó. Theo năm tháng và thời gian thì quý vị thấy thì nó cũng bạc màu hết rồi, phơi nắng mà. Đấy, quay sơ sơ để cho quý vị nhà mình xem. Còn cụ thể nhất thì vừa rồi tôi nói đấy, cứ Zalo mà phải cho tôi. Còn thì đẹp nhá, không nứt nát này, đường búa chờ có này. Bên kia còn một 135 SR đang cho thợ cân lại cái thủy lực. Đầu trâu đầu cần thì cái gì đấy này, không nứt nát nha. Đèn đóm đầy đủ, coi đen đầy đủ, dàn chân gần bệ này, sáng sủa sạch sẽ. Con này anh em chỉ bàn về giá thôi. Bạc xích thì tròn vo, tròn như gái 18 luôn. Đấy. Cabin cho anh em này. Tôi không tiện trèo lên cao quá. Quay này là bà con biết rồi, đúng không? Cabin con này mà dọn lên rửa lên sạch sẽ lắm. Rồi xong phần cabin này. Cho em đến bơm này. Như đã nói ở đây thì chúng tôi sẽ thuê một cái bãi rộng hơn, to hơn để dòng xe to. Bơm của nó đây. Đấy. Thông tin chi tiết thì Zalo nhá quý vị nhá. Còn tôi quay như này thì nó sẽ là quả là cũng chi tiết lắm rồi. Nhưng mà bà con nhà mình chưa nhìn rõ thì có thể xem lại lần hai. Còn muốn chi tiết hơn nữa thì hình ảnh cụ thể. Đó. Con này bữa trước là đi làm bê tông này, xong là đào hồ này. Rồi mọi người xem video của chúng tôi có thể cho chúng tôi một like, một chia sẻ, một phần đăng ký kênh để mỗi ngày chúng tôi ra một cái sản phẩm nào đó thì quý khách hàng nhà mình có thể nhận được cái thông báo đến tài khoản của quý vị. Rồi quý vị là cứ thế vào xem thôi. Đăng ký thì miễn phí, không mất tiền, không gì hết. Cho nên anh em đừng có tiếc một cái lượt đăng ký, một lượt chia sẻ cho chúng tôi quý vị nhá. Biết đâu quý vị chia sẻ video của chúng tôi cho người thân của quý vị thì quý vị, người thân của quý vị có tìm được đâu đó những cái sản phẩm nó sao nó phù hợp nhất với cái kinh tế, công việc, điều kiện của gia đình. Đấy. Bên này thì con EX60-2 lành như tép luôn. Nhiều con đấy tôi làm video rồi. Còn bên này thì anh em cho anh em đang chỉnh lại phần thủy lực của con 135 FR đít tròn vo. Rồi mọi người xem video của chúng tôi, cho chúng tôi một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nhá. Rất vui khi được phục vụ tất cả quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Thân ái Quyết Thắng xin chào, hẹn gặp bà con nhà mình ở những phần video tiếp theo của chúng tôi.